Bữa nay tôi chữa bệnh cho chú bồ câu này. Các bạn xem lướt Lên đường cứu động vật cùng người cá phần mới nhất sẽ biết rõ lai lịch về chú ấy. Tội nghiệp, mới lớn đang tập bay để được thả tự do, ai ngờ bị con mèo hàng xóm bắt hại. Cũng may là cứu kịp chứ không chết thằng nhỏ rồi. Thân thể của chú bồ câu này bị xé tạc ra hết trơn hai bên cánh, rồi trên đầu nữa. Đầu năm thú y không làm việc, mua kim chỉ may vết thương cũng không ai bán. Tôi phải lấy kim chỉ may quần áo để xử lý luôn. Thấy làm động vật khổ không? Thả nó tự do chưa chắc nó sống được. Vừa bị người ta hại, con thú khác hại, môi trường sống khắc nghiệt ô nhiễm hại, làm sao mà sống nổi. Nên con người mà không quan tâm loài vật, còn ăn thịt chúng nữa thì tận thế chắc chắn rồi. Công nhận nghiệp chướng của chú bồ câu này cũng mạnh dữ thiệt. Thoát khỏi cảnh sáng bị con người làm thịt ở quán nhậu, giờ tới bị con vật làm hại. Tôi cứu nó xong rồi phải mất thời gian chăm sóc cho nó nữa. Giờ coi nó đóng phim kinh dị nữa. Lòi thịt ra thế này thì ghê không? Các bạn chắc ớn lắm hả? Chứ tôi nhìn mấy cảnh này cũng quen quá rồi. Ngày này con bồ câu nó bị xé thịt như thế này, nó đau đớn như vậy, nó sẽ cũng giác ngộ được nhiều thứ, biết sợ con mèo chẳng hạn. Bởi vậy mạng sống quá là ngắn ngủi mà không có thời gian gieo duyên với các bậc hiền tri thức thì làm sao mà thoát khỏi khổ đau được. Tion cũng không thể cứu được những ai không có duyên với Tion đâu nha. Con bồ câu này nó đúng là hên đó. Tion cứu nó xong giờ tion cứu nó tiếp. Cách may vết thương cho động vật á là mình xỏ kim qua, mình may xong rồi mình thắt gút lại ngay chỗ đó, rồi bắt đầu mình cắt chỉ, xong rồi mình tiếp tục may tiếp. Tion hướng dẫn các bạn luôn, để lỡ trong những cái tình huống mà nhà các bạn nuôi thú á bị cái trường hợp này thì làm giống tion nha. Đó, tion thắt gút lại rồi nè, rồi xong giờ tion cắt chỉ. Cuộc sống càng khắc nghiệt thì tương lai càng mù mịt. Ra đường xe tông, thương tích đầy người, ăn uống bệnh tật ung thư, con người làm hại lẫn nhau, buôn bán nội tạng, phá hoại thiên nhiên, làm mất không khí trong sạch để thở, giết hại động vật nuôi dưỡng cái thân tạm bợ của mình. Trời ơi, sao mà thế gian này khổ quá vậy? Mấy bạn có bao giờ nghĩ được như vậy không? Chỉ có một việc đơn giản là bảo vệ thiên nhiên và động vật là có thể giúp thế giới hòa bình, không còn cái ác tồn tại trên đời, mà mấy bạn cũng không làm được sao? Nếu con mèo mà được chủ cho ăn đàng hoàng hay đối xử tử tế thì nó cũng hiền lành, nó đâu có đi bắt con bồ câu này ăn thịt làm chi. Vạn vật sinh ra đều có tính thiện, nhưng vì cuộc sống tàn nhẫn mà con người tạo ra làm khổ luôn cả muôn loài. Bởi vậy loài người là động vật bậc cao, nên việc của con người làm nó ảnh hưởng đến tất cả những con vật bậc thấp khác. Chúng ta đều bị liên lụy, gọi là cộng nghiệp. Một người làm mà nhiều người bị. Con người có trí khôn, đứng đầu trong chuỗi thức ăn, giống như vua của muôn loài, mà lại hành động làm hại con vật để nó làm hại lẫn nhau. Ý nghĩa sự tồn tại của loài người là giúp cân bằng hệ sinh thái, chăm lo cho muôn loài khác, mà các bạn lại đi ngược lại với điều đó hoài. Hàm răng của con người là được thiết kế để ăn thực vật thì mấy bạn lại ăn động vật, rồi tự cho là ăn thực vật mất sức khỏe, không bằng ăn thịt động vật. Bạn phá hoại chuỗi thức ăn của các loài vật khác, làm cho mấy con vật nó đấu đá chém giết lẫn nhau nhiều hơn, nó mất đi tính thiện nhiều hơn. Đơn giản chuyện con bò ăn cỏ, con cọp nó ăn con bò, thì bạn lại dành thức ăn của con cọp ăn thịt con bò, rồi bạn ăn luôn cả thịt con cọp. Bạn từ một giống loài đẳng cấp nhất trên thế giới để hạ mình xuống làm cái giống loài thấp kém. Đáng lý bạn ăn trái cây hay hấp thụ năng lượng của vũ trụ, trong môi trường thiên nhiên, trong không khí, trong nước sạch là đủ khỏe mạnh rồi, thì lại muốn nạp năng lượng dơ bẩn từ thịt động vật để thân thể mình tanh hôi và dục vọng như loài vật. Giờ lên mạng nhìn mấy đứa con gái ăn mặc đẹp đẽ xinh tươi, ngồi nhai bạch tuộc sống. Trời ơi, gì mà nó ghi hot girl, không nghĩ cái chứ hot girl gì. Điều này chỉ làm cho cái xấu ngày một tăng trưởng. Những hình ảnh xấu xa này nó sẽ làm hại chúng ta, làm hại tư tưởng của chúng ta. Vậy mà các bạn nhấn like ủng hộ cho nó. Các bạn sai rồi. Các bạn thấy tôi ngồi mai vết thương cho chú chim bồ câu này mà nó nằm im, nó để cho tôi mai luôn, thấy không? Đó là khả năng của người cá. Tôi không cần thuốc tê để chữa bệnh cho nó. Tôi chỉ cần truyền cho nó năng lượng của sự tin tưởng. Tôi cho nó thấy được tôi là người tốt đang cố gắng cứu chữa nó, nên nó nằm yên, nó để cho tôi cứu nó. Làm người cá là như vậy đó. Người bạn lúc nào cũng phát ra những từ trường vui vẻ, vui tươi của sự tin tưởng. Động vật nhìn nó nhỏ bé như vậy nhưng nó có thần thông, nó hơn cả chúng ta nữa. Nó biết tôi đang tốt với nó nên nó để yên cho tôi cứu chữa cho nó. Các bạn thấy nó đâu có cần quẩy đâu, đúng không? Chứ mấy con thú mà đem vô thú y thôi, nó mà bị hở vết thương như vậy, ngồi lấy kim chích nó coi, nó chịu để yên không? Nó đá cho thối tiền luôn đó. Làm người cá đáng lý cũng không bị con người hại được.
nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi nghiệp chướng của con người tạo ra. Con người thả chất độc ra không khí, ra nguồn nước, thì cho dù là Phật sống, Chúa Trời hay thiên thần gì cũng chết chùm luôn chứ sao. Thân thể của tất cả chúng ta đều được tạo ra từ đất, nước, gió, lửa. Đất thì ô nhiễm, nước cũng ô nhiễm, gió là không khí cũng bị ô nhiễm, chỉ còn lửa thôi, mất cân bằng thì nó đốt mình cháy luôn chứ sao. Làm ơn bảo vệ thiên nhiên và động vật đi các bạn ơi. Tin tiêu đi, ăn chay đi, không có chết đâu. Uống sữa ăn trứng là bổ lắm rồi. Chỉ có những ai đam mê việc sinh sản như động vật bậc thấp thì họ mới cảm thấy ăn uống không bao giờ là đủ no. Có nhiều cách để hấp thụ năng lượng, không cần qua bao tử lắm. Từ từ rồi người cá tiêu sẽ chỉ cho các bạn biết hết, khi mà các người cá đã xuất hiện ngày một nhiều hơn trên thế giới. Ok, bây giờ tôi đã mai xong một bên cắm cho chú bồ câu này rồi. Nguyên tắc là cứ mai rồi thắt chỉ 3 lần, xong rồi bôi thuốc vô là xong. Và sau một tuần thì chúng ta sẽ bắt đầu tháo chỉ để cho vết thương nó lành luôn, lành hẳn luôn, ok ha. Nói nãy giờ để cho mấy bạn không để ý chuyện chú bồ câu bị hại. Thiệt tình riết tôi không biết có còn thời gian để cứu động vật kiểu này nữa không. Muốn làm clip thật nhiều để cho các bạn biết những điều cần thiết, nhưng thời gian cũng khan hiếm. Còn trên mạng thì giờ con cái của quỷ vương nó xuất hiện nhiều quá rồi, làm toàn trò xấu xa để câu view dụ dỗ mọi người vào xem, để làm tha hóa đạo đức của các bạn, khiến các bạn đi theo con đường tà ác của họ. Rồi bây giờ xử lý đến cái phần trên đầu của bé bồ câu, lòi xương cổ ra luôn nè, các bạn thấy không? Bạn thèm khát nổi không? Thấy bên trong nó cũng toàn là da thịt máu mủ thôi, nó cũng đang sống giống như chúng ta nè. Ăn để sống qua ngày tháng, ăn nhiều khổ chứ làm cái gì. Thịt nhiều thì làm cái gì. Da nhiều khó mai lại thấy mờ luôn nè. Chích cây kim vô là chú bồ câu nó thở gấp, nó ỉa đùn luôn. Nên những ai mà bị làm nô lệ cho cái miệng để nuôi dưỡng cái thân này, khổ lắm. Đau đớn bệnh tật, banh da xẻ thịt, rất là đau khổ. Mai mốt bệnh ung thư, nó cắt từng cái miếng thịt của mình ra bỏ. Mà mấy cái miếng thịt ung thư đó là do mình ăn thịt động vật mà nó tụ lại thành ung thư á. Chú bồ câu này cũng may mắn lắm đó các bạn, chứ không là chết rồi, bị con mèo nó xé toạc hai bên cánh ra. Rồi ở trên cổ nữa, cái vết thương nó bự như vậy, không phải là mình mai một chục mũi lên đó, mà mình mai chừng khoảng 5 mũi là được, là nó sẽ kín lại cái vết thương chỗ đó. Thì nó có hở hở ra mấy chỗ kia thì nó cũng làm được à, yên tâm. À, thì cái loài chim tính ra nó cũng mau lành vết thương hơn các loài động vật khác. Đó, nhìn cái lỗ hổng bên nách của em ấy bự như vậy, nhưng mà mình mai lại chừng khoảng 3 mũi là nó khít. Thì sau khi mai xong rồi, tôi sẽ cho uống thuốc cephalexin để chống vi khuẩn. Một ít thôi nha, uống nhiều là em ấy nó lên đường luôn đó. Tại vì cái thuốc này là thuốc dành cho con người mà. Chịu khó uống đi con ơi, cho nó mau lành. Em của Tiêu Anh hỗ trợ cho Tiêu Anh á. Đây, cephalexin nè các bạn. Uống một ít như vậy thôi nha. Rồi, cho nước vô. Cho nước vô nữa. Tiêu Anh cứu chữa nhiều con vật, gặp nhiều trường hợp. Nhiều con nó bị bệnh còn ghê hơn vậy nữa. Có con nó bị gãy xương, nó lòi xương ra luôn mà tôi cũng phải chữa. Riết nó kinh nghiệm cứu chữa động vật nó tăng cao. Khỏi đi học ngành thú y mà chữa cho động vật như bác sĩ thú y luôn. Đó, cephalexin xong rồi cho thêm một ít thuốc mau lành vết thương nữa. Một ngày cho uống như vậy là 2 đến 3 lần. Rồi sau một tuần đến nửa tháng thì tôi sẽ bắt đầu cắt chỉ cho bồ câu. Bởi vì cái chỉ này là chỉ mang quần áo, nó không phải là chỉ tiêu. Nên cắt chỉ nữa mới ghê nè. Như vậy là bé bồ câu đã được cứu rồi. Và bây giờ là không phải để bé ở bên ngoài, bé phải ở với bé Két. Ồ, nói tới bé Két rất là thông minh. Con mèo mà không bao giờ bắt được bé Két. Bé Két thấy mèo là bé Két nhái theo tiếng mèo. Mèo nó nghe vậy nó quạt, nó không hại bé Két. Bé Két gặp mèo bé Két vẫn rất là bình tĩnh. Rồi như vậy an tâm rồi, bồ câu ở đây tịnh dưỡng cho khỏe nha.